Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với phần tin trong ngày hôm nay với ba nội dung chính như sau. Tin thứ nhất là chính phủ Mỹ siết chặt visa làm việc H-1B, nhiều người bị từ chối. Tin thứ hai là Tổng thống Trump đã hoãn tăng thuế hàng Trung Quốc và sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Florida. Và tin cuối cùng là bộ phim Green Book đã đạt giải Oscar cho Best Pictures. Mở đầu phần tin trong ngày hôm nay thì nhiều di dân với khả năng chuyên môn đặc biệt đang bị chính phủ Mỹ từ chối không cấp visa làm việc hay phải chờ đợi rất lâu để qua các thủ tục hành chính, nay đang có thêm rắc rối vì các thay đổi luật lệ. Nhiều người coi đây là điều đi ngược lại với hứa hẹn trước đây của Tổng thống Mỹ là sẽ tiếp tục mở con đường tới Mỹ cho những người ngoại quốc giỏi giang và có khả năng cao. Và việc cấp thêm visa làm việc H-1B trước đây vốn đã không là điều dễ dàng. Con số visa loại này mỗi năm chỉ giới hạn ở mức 85.000 và những người muốn nạp đơn còn phải trúc thăm trước khi đơn của họ được cứu xét. Tuy nhiên thì một số luật sư di trú cũng như là những nơi nhận những người vào làm việc với visa H-1B nói rằng họ thấy sự trì trệ chưa từng thấy trong tiến trình xét hồ sơ kể từ khi ông Trump lên cầm quyền vào năm 2016. Và 3 tháng sau khi lên cầm quyền thì Tổng thống Trump đã đưa ra sắc lệnh là mua hàng Mỹ thuê người Mỹ, ra lệnh cho chính phủ phải có những nỗ lực cải cách để bảo đảm rằng visa loại H-1B chỉ được cấp cho những người có khả năng chuyên môn cao nhất hay có mức lương cao nhất để giúp khuyến khích thuê công dân Mỹ cho những việc làm thường có di dân nhận làm. Và các luật sư di trú nói rằng một trong những thay đổi lớn nhất chính là sự gia tăng đòi hỏi về các bằng chứng như là Request for Evidence hay gọi tắt là RFE từ cơ quan di trú. Theo đó thì các công ty không kiếm được người có khả năng làm công việc họ cần, cũng như là phải chứng minh là ứng cử viên đó có đủ điều kiện. Đòi hỏi về RFE có thể làm trì trệ visa vì người nộp đơn và phía chủ nhân phải trả lời đủ mọi câu hỏi. Nếu như các câu trả lời bị coi là không thỏa đáng thì chính phủ Mỹ có thể không cấp visa. Và Tổng thống Mỹ cũng ngày hôm qua cũng nói rằng ông sẽ trì hoãn việc tăng thuế quan đánh vào hàng hóa Trung Quốc từ đầu tháng 3. Ông Trump đã nêu lý do có tiến triển tốt đẹp trong cuộc thảo luận giữa hai quốc gia vào cuối tuần qua ở Washington DC. Tổng thống Mỹ cho biết nếu như các cuộc thương thảo tiếp tục có kết quả thì ông sẽ gặp Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida để kết thúc cuộc đàm phán như ông đã từng nói trước đây. Việc trì hoãn tăng thuế quan là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy rằng hai bên đã có một bước phá quan trọng lần đầu tiên kể từ khi có thỏa thuận hưu chiến 90 ngày vào hồi năm ngoái. Và ngày hôm qua cũng là lễ trao giải của Oscar lần thứ 91 diễn ra và bộ phim Green Book vừa giành giải Oscar cho bộ phim xuất sắc nhất. Ngoài ra thì phim này cũng nhận được giải là kịch bản gốc xuất sắc và nam tài tử Mahershala Ali cũng nhận được giải diễn viên phụ hay nhất. Green Book là bộ phim kể về chuyến lưu diễn của một người nghệ sĩ piano da màu có tên là Don Shelley và người vệ sĩ cũng như là kim tài xế da trắng tên là Tony. Cả hai đã cùng phải vượt qua những tình huống rất là éo le tại miền Nam của nước Mỹ, nơi mà lúc này sự kỳ thị chủng tộc còn rất nặng nề. Ngoài ra thì đạo diễn người gốc Mexico Alfonso Cuarón của bộ phim Roma cũng giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất năm nay. Ngoài ra thì ông cũng giành được giải thưởng là quay phim xuất sắc nhất và phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Trong mùa Oscar năm nay thì tác giả kim đạo diễn Spike Lee đã nhận được giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhờ vào bộ phim có tên là Black Klansman. Và vừa rồi cũng là phần tin trong ngày hôm nay. Nhất Anh kính chào và hẹn gặp lại.